Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Canh Thìn, tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Cao Trận, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh Bạch Lạp Kim ngày Canh Thìn tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm Bạch Lạp Kim kỵ tuổi Giáp Tuất Mậu Tuất ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành thủy cục, xung với Tuất hình hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc, sao Nhân Chuyên Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Nguyệt Hư hay còn gọi là sao Nguyệt Sát xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Tứ Thời cô quả, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Tý bạn đang có được một ngày thuận lợi và suôn sẻ. Bạn tuổi Tý nhanh chóng hoàn thành được mọi công việc được giao mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan tương trợ, cho thấy với những dự định mà bạn đã ấp ủ bấy lâu nay có thể nhân cơ hội này để đẩy mạnh và phát triển nó luôn. Đây là cơ hội hiếm có để cho bạn tuổi Tý có thể bộc lộ hết năng lực tiềm ẩn của bản thân mình, khẳng định vị thế của mình trong tập thể nữa. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thủy thổ xung khắc, nhắc nhở bạn tuổi Tý cái chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn, với những mâu thuẫn cứ âm ỉ lớn dần lên và có thể bùng nổ chỉ vì những lý do đơn giản nhất. Hai bạn hãy cùng nhau chia sẻ và lắng nghe nhau nhiều hơn thì mới mong xử lý được mọi tận gốc của vấn đề. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc thuận lợi, không gặp trở ngại nào,
tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, mâu thuẫn về tình cảm càng ngày càng lớn dần. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, cơ hội thực hiện các dự định ấp ủ bấy lâu đã đến. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, chăm chỉ làm việc, khẳng định vị thế năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm không được hài hòa, cần phải chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 16, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng sẽ gặp không ít xui xẻo trong ngày khi bạn đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Với sự hiếu thắng của bạn có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho thành công hiện hiện trước mắt rồi bỗng tan thành mây khói. Bạn tuổi Sửu cần phải biết kiềm chế, tiết chế bản thân mình, luôn có tinh thần học hỏi, cầu tín thì cơ hội sẽ lại đến với bạn mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Thìn tương phá, có kẻ tiểu nhân đang lăm lia muốn chiếm giữ vị trí của bạn đang có, chỉ chờ bạn mắc phải sai lầm là ngay lập tức tổng tấn công, không có ngần ngại gì. Thay vì so đo tính toán với họ thì tốt nhất là với bạn tuổi Sửu nên tập trung và chu đáo chu toàn trong công việc của mình để cho họ không có lý do gì để bắt bịa bạn thêm nữa. Ngày này với bạn tuổi Sửu, để công việc được hanh thông, thuận lợi hơn, bạn mệnh nên chọn giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt để được suôn sẻ hơn. Theo đó, bạn có thể đi về những hướng như là hướng hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nâng cao tinh thần học hỏi, cầu tín. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có họa tiểu nhân quấy phá, cần phải cẩn trọng đề phòng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tập trung và chu toàn công việc của bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, một vài vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng tới bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 20, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên ấn độ mệnh, thúc đẩy cho bạn tuổi Dần phát huy khả năng, năng lực sở trường của bản thân mình, đặc biệt là đối với những bạn làm trong các lĩnh vực như là nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, khoa học, dịch vụ. Đây là cơ hội tốt để cho bạn ghi điểm với cấp trên, lãnh đạo. Bạn cần phải tập dụng để mở đường cho con đường thăng tiến của bạn về sau này. Ngày này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có cục diện Dần Thìn tương hội. Bạn tuổi Dần thật may mắn khi có được bàn tay quý của quý nhân giúp cho bạn trong ngày hôm nay, có thể giới thiệu cho bạn có những mối đầu tư hợp tác làm ăn mà bạn đang mong chờ bấy lâu nay. Mối quan hệ về xã giao của bạn tuổi Dần trong ngày này cũng có được sự hài hòa, nhưng cái chuyện tình cảm của bạn lại khiến cho bạn phải đau đầu. Sự lạnh nhạt của bạn tuổi Dần trong thời gian vừa qua có thể là nguyên nhân chính. Bạn đừng có chỉ mãi mê về công việc mà bỏ bê không quan tâm tới tình cảm, cảm nhận của người ấy. Cái khoảng cách là kẻ thù lớn nhất trong tình yêu. Vì vậy, với bạn tuổi Dần cần phải biết điều đó mà điều chỉnh bản thân mình. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm
không được như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, cơ hội phát huy năng lực của bản thân hãy biết nắm bắt. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, tạo những khoảng cách vô hình với người ấy, sự lạnh lùng vô hình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, may mắn có quý nhân ở bên trợ giúp cho bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 24, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Mão đang có điềm báo, bạn trải qua một ngày gặp không ít khó khăn trắc trở với mình. Ngày này với bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện Mão Thìn tương hại, chỉ một sơ hở nhỏ cũng khiến cho mọi nỗ lực, mọi công sức của bạn trong suốt thời gian vừa qua phải đổ xuống sông xuống bể. Bạn tuổi Mão cũng cần phải cẩn trọng từng hành động, bởi xung quanh bạn không ít những kẻ muốn nhìn thấy bạn thất bại đâu. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mão là người thông minh và có thể nhanh chóng vượt qua được mọi khó khăn, thử thách. Bạn cần phải nhớ là đừng quá bảo thủ và cố chấp. Những lời khuyên của mọi người có thể sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong thời điểm này. Lắng nghe và suy xét kỹ càng mọi ý kiến để có được câu trả lời chính xác cho bản thân mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mão nên nói ít hơn là làm trong ngày hôm nay. Thay vì đôi co tranh cãi cho bằng được thì bạn cần phải bình tĩnh để lắng nghe, suy nghĩ cho kỹ. Sự nóng giận, lớn tiếng trong lúc này chính là mồi lửa nhấn chìm mối quan hệ của hai bạn nữa đó. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, công việc gặp không ít trở ngại. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, những lời khuyên của mọi người có thể sẽ giúp ích cho bạn trong lúc này. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, chỉ cần sơ hở một chút thôi là mọi công sức của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, tranh cãi lớn tiếng chỉ làm cho tình cảm đôi bên xấu hơn mà thôi. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, cố gắng nỗ lực sẽ vượt qua được nghịch cảnh. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 36, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn sẽ có được báo hiệu nhận được những tin vui về tài lộc bất ngờ khi mà trong ngày này đang có được thực thần chiếu mệnh. Tuy biết rằng những nỗ lực của bạn rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng, nhưng bản mệnh tuổi Thìn không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy. Khoản lợi nhuận dù nhỏ thôi nhưng nó sẽ là cứu cánh cho bạn trong cái thời điểm khó khăn này. Tuy nhiên, với những niềm vui nhỏ này cũng chẳng thể nào khỏa lấp được những nỗi buồn bực ở trong lòng bạn. Ngày này, bạn tuổi Thìn đang gặp ngày Thìn Thìn tự hình. Cái điều này khiến cho những bất mãn trong bạn ngày một dâng cao, có vẻ như bạn và cấp trên cũng như là đồng nghiệp vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Bạn cần phải nói ra suy nghĩ của bản thân mình trước khi những áp lực về tinh thần này ảnh hưởng tới kết quả cũng như là hiệu suất công việc của bạn nữa. Với bạn tuổi Thìn, chế độ ăn uống ngủ nghỉ không khoa học có thể khiến cho bạn gặp một số vấn đề về sức khỏe trong ngày, khi trong ngày đang có thổ khí vượng như hôm nay.
Bạn có biết thiếu máu có thể khiến cho tình trạng mệt mỏi của bạn ngày một nghiêm trọng hơn và bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn bạn tuổi Thìn nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tin vui tài lộc báo về. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, thể trạng mệt mỏi do chế độ ăn uống không khoa học. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không tìm được tiếng nói chung trong công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, thu được lợi nhuận nhỏ từ những khoản đầu tư trước đó. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cần phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 25, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có họa thổ tương sinh. Cái điều này cho thấy về các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay trở nên hài hòa. Bạn tuổi Tỵ trở thành trung tâm của các cuộc nói chuyện, sự cởi mở của bạn sẽ thu hút được ánh nhìn của những người khác phái. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ sớm tìm được một nửa tâm đầu ý hợp với mình mà thôi. Còn nếu như đối với những bạn đã có đôi có cặp, người ấy sẽ mang đến cho bạn một bất ngờ nho nhỏ, chắc chắn sẽ khiến cho bạn chìm đắm trong niềm vui và hạnh phúc đó nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tỵ cần phải đề phòng có kẻ tiểu nhân, ganh ghét, đố kỵ, đặt điều nối xấu sau lưng bạn. Tuy có đôi chút oan ức, nhưng bạn chẳng phải căng thẳng làm gì, bởi sự thật sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày ra. Bạn cứ luôn làm đúng nhiệm vụ của mình, luôn là chính mình là được rồi. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cá tính nổi bật, thu hút những người khác phái. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, sớm tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, luôn là chính mình, làm tốt nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đề phòng của kẻ tiểu nhân, ganh ghét, đố kỵ, nói xấu sau lưng. Phải đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 9, số 25, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Bước sang ngày thứ ba này, với bạn tuổi Ngọ, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn gặp những vấn đề bất ngờ phát sinh trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Ngọ, tưởng như là mọi việc đang trên đà được thuận lợi thì một sự cố bất ngờ phát sinh khiến cho bạn không kịp trở tay. Và kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn lộ sơ hở như thế này là ngay lập tức ra đòn tấn công hiểm độc. Bạn tuổi Ngọ trong ngày này, nếu không có cách xử trí kịp thời và hợp lý thì mọi công sức của bạn gây dựng bấy lâu nay có thể tan biến trong chớp mắt. Bạn mệnh nên bình tĩnh và cẩn trọng trong từng đường đi nước bước, dù thành công có thể đến chậm hơn một chút nhưng chúng lại mang giá trị rất cao. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ, cũng may mắn là bạn đang gặp được ngày có họa thổ tương sinh sẽ giúp cho các mối quan hệ trong gia đình của bạn trở nên có được sự hài hòa hơn. Bạn mệnh thật may mắn khi có được hậu phương vững chắc, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bạn cũng luôn có người ở bên chia sẻ và động viên giúp cho bạn vượt qua được mọi khó khăn, trở ngại. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, mối quan hệ gia đình có được sự hòa hợp.
Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy cần phải cẩn thận, kẻo kẻ tiểu nhân tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, may mắn vì có người luôn ở bên cạnh ủng hộ cho bạn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, rắc rối khó có thể tránh khỏi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, bình tĩnh trước những bất cứ tình huống nào. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 9, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ ba này đang có điềm báo sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong ngày khi bạn đang gặp thương quan chiếu mệnh. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn tham gia thi cử ứng tuyển thì sẽ khó có được kết quả như mình mong đợi. Đối với những bạn làm công ăn lương cũng sẽ gặp phải những chướng ngại cản đường của bạn tiến tới thành công. Và với bạn tuổi Mùi trong ngày này cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để cho bạn tiến hành đầu tư hay là mở rộng quy mô kinh doanh buôn bán, với những rủi ro tiềm ẩn có thể khiến cho mọi dự định của bạn tan thành mây khói, khó tránh khỏi việc mất tiền. Cũng may là trong ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn luôn có người ở bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ, đưa ra những lời khuyên hữu ích, từ đó mới tránh được những họa mất tiền hao của mình trong ngày. Và xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, hôm nay là một ngày không tốt, cho nên bạn không nên thực hiện những công việc quan trọng. Bạn mệnh nên tránh việc liên quan tới đất đai hoặc là tiêm chích phẫu thuật trong ngày hôm nay để không gặp các điều kiện không hay hay là xui xẻo bất ngờ ập tới. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, có người cho lời khuyên hữu ích, hãy lắng nghe. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, công việc gặp khó khăn, không đạt được kết quả như mong đợi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, cần phải bình tĩnh trước các vấn đề phát sinh bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, chưa phải là thời gian thích hợp để đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cẩn thận giữ chặt túi tiền của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 38, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ, cho nên công việc của bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay sẽ có được những bước tiến triển rất tốt đẹp. Năng lực làm việc của bạn được khẳng định, cấp trên nhìn ra được những tiềm năng phát triển của bản thân bạn, và bạn có biết mình là một trong những con giáp thành công trong một vài năm tới hay là không? Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh, cái điều này còn làm cho bạn có được những tin vui bất ngờ về tiền bạc. Bạn mệnh nhận được một khoản tiền kha khá từ công việc phụ của mình. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thân đang có được một ngày yên bình bên những người thân yêu của mình. Bản mệnh và nửa kia luôn dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc chu đáo. Đây là lý do tình cảm giữa hai bạn càng ngày càng thêm gắn bó, bền chặt hơn. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tin vui bất ngờ về tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tình cảm giữa đôi bên càng thêm tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, công việc có những bước tiến triển đáng kể. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc,
Nỗ lực của bạn không ngừng nghỉ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 8, số 34, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: màu trắng, màu xám. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện Thìn Dậu nhị hợp. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dậu sẽ tìm thấy được cơ hội để phát triển bản thân mình. Bạn tuổi Dậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn sẵn sàng tiếp nhận thử thách mới trong công việc. Ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có chính tài che chở, cho nên bản mệnh tuổi Dậu trong việc hợp tác làm ăn được thuận lợi, hứa hẹn với những khoản lợi nhuận không nhỏ sẽ mang đến cho bạn trong tương lai. Với bạn tuổi Dậu, sự nhanh nhẹn, biết nắm bắt thời cơ đúng lúc sẽ giúp cho bản mệnh tiến bước xa hơn nữa trong con đường tương lai, sự nghiệp của mình về sau này. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh chua kim mang đến cho bạn tuổi Dậu, đặc biệt là những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội tìm được một nửa yêu thương của mình. Chỉ cần bạn mở rộng trái tim mình, đón nhận tình cảm của người ấy thì ngày bạn trở thành đôi sẽ chẳng còn xa nữa đâu. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy được giao thêm nhiều trọng trách mới. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, cơ hội hợp tác làm ăn được thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm để tìm ra hướng đi đúng đắn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đối với những bạn đang còn độc thân, tìm thấy một nửa của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 5, số 46, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: màu bạc, màu trắng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tuất, nếu như bạn làm trong những ngành nghề tự do, kinh doanh buôn bán thì trong ngày hôm nay sẽ có được thực thần chiếu cố mà đổi vận trên con đường tài lộc. Bản mệnh dễ gặp được quý nhân giúp đỡ cho bạn tạo dựng được các mối làm ăn mới đầy hứa hẹn, và đây là cơ hội không phải lúc nào cũng có được. Vì vậy với bạn tuổi Tuất cần phải nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cũng đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Thìn Tuất tương xung. Cái điều này làm cho mối quan hệ xã giao của bạn lại có chiều hướng đi xuống. Mâu thuẫn nảy sinh từ những bất đồng trong quan điểm, chẳng ai chịu nhún nhường ai, dẫn đến sự tranh cãi không đáng có xảy ra. Và với bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn hãy điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình. Đôi khi im lặng là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày này, cái mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy cũng gặp không ít trục trặc khi mà thời gian dành cho nhau của hai người ngày càng thu hẹp, và đó là lý do khiến cho khoảng cách giữa hai người càng xa cách nhau hơn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, quý nhân mang đến cho bạn có được cơ hội làm ăn mới. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, khoảng cách vô hình ngăn cản tình cảm của đôi bạn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, điều chỉnh lại cảm xúc, tránh bốc đồng, sốc nổi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nhanh chóng nắm bắt thời cơ phát triển. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, quan hệ xã giao có nhiều chiều hướng đi xuống. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 9, số 85, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Hợi đang có điềm báo trong ngày này sẽ đứng trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân tranh quyền đoạt lợi khi trong ngày đang có sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh. Với bạn tuổi Hợi, bao nhiêu công sức mà bạn đã bỏ ra từ trước tới giờ có thể bị kẻ xấu tước đoạt lúc nào không hay. Bạn cần phải luôn cẩn trọng và có sự đề phòng với tất cả những người có ý định tiếp cận với mình nhằm mục tiêu xấu. Và trong ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, báo hiệu cho bạn mệnh phải chịu không ít sự phê phán, chỉ trách của những người xung quanh. Đây không phải là lúc bạn mệnh nổi giận, bạn cần phải bình tĩnh để lắng nghe và dùng hành động cụ thể để chứng minh năng lực thực sự của bản thân mình. Ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 21 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này, với bạn tuổi Hợi, không nên trị bệnh ở vai, do đó bạn mệnh cần phải lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, luôn cảnh giác, đề phòng với những người tiếp cận mình có ý đồ xấu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, cần phải cẩn thận, kẻo kẻ tiểu nhân tranh đoạt về quyền lợi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, kiên định và vững vàng khi đứng trước mọi lời phê phán, chỉ trích. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, không nên nóng giận mà mất đi lý trí. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 37, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.